Không ngờ pha nước chanh với muối và hạt tiêu có ngay bài thuốc 100 triệu chữa cả tỷ bệnh. Các cô bác thân mến, muối, tiêu và chanh là ba loại thực phẩm gia vị rất quen thuộc trong căn bếp của chúng ta, có phải không ạ? Và gần như bếp nhà nào cũng có ba thứ này. Thế nhưng, ngoài dùng để làm thực phẩm, thì liệu các cô bác có biết đây là những vị thuốc mà nếu kết hợp lại với nhau, chúng tạo nên những phương thuốc đáng tiền triệu, chữa được cả đống bệnh khác nhau không ạ? Và chỉ cần kết hợp ba thứ này thôi, thì cô bác không chỉ khỏe mạnh mà còn có thể ngừa được cả những bệnh ung thư nguy hiểm đấy ạ. Vậy thì những phương thuốc thần kỳ nào được tạo nên từ ba thứ gia vị, muối, tiêu và chanh này? Chúng chữa được những căn bệnh gì? Sống khỏe mỗi ngày, xin mời cô bác hãy cùng ngồi lại, theo dõi hết video này và tìm ra câu trả lời nhé! Trước tiên, các cô bác hãy cùng Sống khỏe mỗi ngày tìm hiểu về ba loại gia vị, muối, tiêu và chanh có sức ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống con người các cô bác nhé! Thứ nhất, trước hết chúng ta hãy nói về muối nhé các cô bác. Muối là một loại gia vị quen thuộc trong bếp ăn của mọi gia đình, được sử dụng để tăng vị cho các món ăn và giữ cho chúng lâu hơn. Tuy nhiên, muối cũng có tác dụng quan trọng đối với sức khỏe của con người đấy cô bác ạ. Muối là một loại khoáng chất thiết yếu cho cơ thể con người. Nó được sử dụng để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể và điều hòa huyết áp. Muối cũng có thể giúp cải thiện chức năng thần kinh, tăng cường khả năng miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, người lớn không nên tiêu thụ quá 5 gram muối mỗi ngày, tương đương với khoảng một muỗng cà phê. Các cô bác có biết không, trong những năm gần đây, muối cũng được nghiên cứu để sử dụng trong điều trị một số bệnh lý khác nhau. Ví dụ, muối Epsom được sử dụng để giảm đau cơ và cải thiện tình trạng viêm khớp. Muối Himalaya cũng được cho là có tác dụng thanh lọc cơ thể và giúp giảm căng thẳng. Ngoài ra, muối cũng được sử dụng trong các liệu pháp spa và chăm sóc da đấy cô bác ạ. Việc sử dụng muối trong các liệu pháp spa có thể giúp tăng cường lưu thông máu, làm sạch da, tẩy tế bào chết và giảm tình trạng viêm da. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều muối có thể gây hại cho sức khỏe. Vì vậy, các cô bác nên giới hạn lượng muối sử dụng hàng ngày nhé. Thứ hai, ngoài muối ra, tiêu cũng là một trong những gia vị phổ biến nhất thế giới. Điều này là không cần bàn cãi rồi, đúng không cô bác nhỉ? Không chỉ là một loại gia vị, tiêu còn được sử dụng như một loại thuốc dược liệu từ hàng ngàn năm trước đây đấy cô bác ạ. Tiêu có nguồn gốc từ Ấn Độ và Đông Nam Á, đã được nhắc đến trong các văn tự cổ đại như các bản kinh thánh, cổ văn Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tiêu không chỉ đóng vai trò là một loại gia vị để tăng hương vị cho món ăn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu có nhiều tác dụng đối với sức khỏe con người. Tiêu chứa một chất có tên là piperine, là nguyên nhân tạo nên mùi vị đặc trưng của tiêu đấy các cô bác. Chất này có tác dụng kích thích sản xuất axit dạ dày, giúp tiêu hóa tốt hơn. Hơn nữa, piperine cũng có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của các gốc tự do trong cơ thể. Tiêu cũng có tác dụng giảm đau và chống viêm. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu có tác dụng giảm đau cơ bắp và đau khớp. Ngoài ra, tiêu cũng có tác dụng giảm viêm, giúp cải thiện tình trạng viêm khớp và các bệnh lý liên quan đến viêm như viêm ruột, viêm đường tiết niệu và viêm phổi. Tiêu còn có tác dụng tăng cường miễn dịch cho chúng ta đấy cô bác ạ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu có tác dụng kích thích sản xuất tế bào miễn dịch và có khả năng chống lại vi khuẩn và nấm. Nếu được sử dụng đúng cách, tiêu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Có thể sử dụng tiêu trong các món ăn để tăng hương vị. Tuy nhiên cũng nên hạn chế sử dụng tiêu quá nhiều trong các món ăn để tránh các tác hại đến sức khỏe. Ngoài ra, các sản phẩm tiêu đen còn được gọi là tiêu Madagascar, được cho là giàu hơn về chất chống oxy hóa và có tác dụng giảm đau và chống viêm hơn so với tiêu trắng thông thường. Tuy nhiên vẫn cần phải sử dụng sản phẩm tiêu đen đúng cách và hạn chế sử dụng quá nhiều để tránh các tác hại đến sức khỏe nhé cô bác. Và cuối cùng là chanh. Chanh là một loại trái cây giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe con người chúng ta. Ngoài việc làm tăng hương vị cho các món ăn, chanh còn có nhiều tác dụng khác đối với sức khỏe, từ hỗ trợ hệ miễn dịch đến giảm đau và chống viêm đấy cô bác ạ. Một trong những lợi ích sức khỏe đáng chú ý của chanh là khả năng cải thiện hệ miễn dịch. Vitamin C, một chất chống oxy hóa chính có trong chanh, giúp tăng cường hệ miễn dịch bằng cách kích thích sự sản xuất các tế bào miễn dịch và tăng khả năng tiêu diệt các vi khuẩn và virus. Hơn nữa, nghiên cứu đã chứng minh rằng
Các chất chống oxy hóa trong chanh có tác dụng giảm nguy cơ các bệnh về tim mạch và ung thư. Quả thật là vô vàn lợi ích chỉ từ một quả chanh của bác nhỉ. Chanh cũng có tác dụng giảm đau và chống viêm. Một số nghiên cứu cho thấy rằng chanh có thể giảm đau do viêm đường tiêu hóa và giảm đau đầu. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong chanh cũng giúp giảm viêm ở các mô và khớp, giúp giảm các triệu chứng của các bệnh như viêm khớp và viêm da. Chanh cũng có tác dụng giảm stress và tăng cường tinh thần nhờ tinh dầu trong vỏ chanh đấy cô bác ạ. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các chất chống oxy hóa có trong chanh có tác dụng giảm stress và lo âu, giúp cải thiện tâm trạng. Tóm lại, chanh, muối và tiêu ngoài việc làm thực phẩm, gia vị thì đều là những vị thuốc có tác dụng rất tốt đến cơ thể của cô bác đấy cô bác ạ. Tuy nhiên, các cô bác nên sử dụng các loại gia vị, thực phẩm này theo khuyến cáo để đạt được mục đích tối ưu cho sức khỏe của mình cô bác nhé. Được rồi, sau khi đã tìm hiểu sơ qua về ba thứ ấy, các cô bác có thắc mắc rằng các cô bác nên kết hợp những thứ ấy như thế nào để tạo ra phương thuốc chữa bệnh không? Vâng, quả thật rất đơn giản. Hãy để Sống Khỏe Mỗi Ngày chia sẻ với cô bác trong phần tiếp theo nhé. Các cô bác thân mến, như đã nói ở phần trên, nước chanh được biết đến như là một phương thuốc có tác dụng kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch cực kỳ mạnh mẽ. Muối là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như nước và oxy. Hạt tiêu đen từ lâu đã được sử dụng như một loại thuốc truyền thống với đặc tính hạ sốt và kháng khuẩn. Do đó, việc kết hợp chúng với nhau có thể giúp chống lại nhiều loại bệnh khác nhau. Trộn nước chanh với hạt tiêu và muối có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, giảm đau và viêm. Bài thuốc thứ nhất, trị đau họng chỉ với muối, tiêu và chanh. Các cô bác ở nhà có cháu hay bị đau họng có thể thử phương thuốc này nhé. Kết hợp giữa chanh, hạt tiêu và muối là một phương pháp chữa bệnh tự nhiên cho các triệu chứng đau họng và ho đấy của bác ạ. Chanh là một nguồn giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, có khả năng giúp cải thiện sức khỏe toàn diện của cơ thể. Ngoài ra, nước cốt chanh cũng có tính kháng khuẩn và kháng viêm, có thể giúp giảm các triệu chứng đau họng. Hạt tiêu đen được cho là có khả năng kháng viêm và giảm đau. Nó có tính nóng, có thể giúp kích thích lưu thông máu và cải thiện sức khỏe tổng thể. Muối cũng là một nguồn chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Nó có khả năng kháng khuẩn và kháng viêm, có thể giúp giảm các triệu chứng viêm và đau. Mật ong cũng được biết đến là một loại chất chống oxy hóa và có tính kháng khuẩn, có thể giúp giảm các triệu chứng ho và đau họng. Phương thuốc tự chế này có thể giúp các cô bác giảm đau họng và giảm ho rất hay. Nếu các cô bác muốn sử dụng phương thuốc này, chỉ cần trộn nước cốt của 3 quả chanh tươi, nửa thìa cà phê hạt tiêu đen và 1 thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm, sau đó thêm 1 thìa mật ong và đổ đầy cốc bằng nước ấm. Các cô bác có thể sử dụng phương thuốc tự chế này vài lần một ngày bằng cách súc miệng để chữa lành cơn đau họng và giảm ho. Bài thuốc thứ 2, chữa cảm lạnh và cúm chỉ với 3 nguyên liệu bếp nhà cũng có. Như đã nói, chanh là một trong những thực phẩm giàu vitamin C, có khả năng chống lại bệnh cúm và cảm lạnh. Nếu đang có dấu hiệu cảm cúm, các cô bác có thể dễ dàng tự chế một bài thuốc đơn giản từ chanh để giảm các triệu chứng của cảm lạnh và cúm. Đầu tiên, cô bác cần vắt nửa quả chanh vào một cốc nước đun sôi và cho cả miếng chanh đã vắt vào trong cốc khoảng 10 phút để chất dinh dưỡng trong chanh hòa tan hoàn toàn vào nước. Sau đó, các cô bác lấy miếng chanh ra khỏi cốc và thêm 1 thìa cà phê mật ong, 1 chút tiêu đen và muối vào nước. Trộn đều các thành phần lại và uống bài thuốc này từ 2 đến 3 lần một ngày, các cô bác sẽ nhận lại được hiệu quả rất bất ngờ. Việc kết hợp nước chanh, mật ong, tiêu đen và muối cùng với nhau giúp tăng cường khả năng chống viêm, giảm đau và làm dịu cơn ho. Ngoài ra, việc uống nước chanh còn có giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, giảm stress và tăng năng lượng. Vì vậy, việc dùng chanh như một phương pháp tự nhiên để chăm sóc sức khỏe là rất tốt và đơn giản đấy của bác ạ. Bài thuốc thứ 3, cô bác hay bị buồn nôn, đừng lo, hãy để Sống Khỏe Mỗi Ngày chỉ cho. Để giảm cảm giác buồn nôn ngay lập tức, các cô bác có thể sử dụng một số phương pháp tự nhiên như kết hợp nước cốt chanh, tiêu đen và muối. Đây là một giải pháp đơn giản và hiệu quả để giảm cảm giác khó chịu và khó chịu ở dạ dày mà không phải ai trong chúng ta cũng biết đâu các cô bác ạ. Đầu tiên, các cô bác cần chuẩn bị một muỗng canh nước cốt chanh tươi, một muỗng cà phê hạt tiêu đen và một muỗng cà phê muối, sau đó trộn tất cả các nguyên liệu này trong một ly nước ấm. Nước cốt chanh chứa nhiều loại vitamin C và axit citric, có tác dụng làm giảm cảm giác buồn nôn. Tiêu đen là một loại gia vị tốt cho dạ dày, giúp làm giảm các triệu chứng khó chịu và ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
Muối cũng cung cấp cho cơ thể và các khoáng chất quan trọng, giúp ổn định huyết áp và giảm cảm giác mệt mỏi. Sau khi trộn đều các nguyên liệu, các cô bác nên uống từ từ, lấy thở sâu và chậm để dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng và giảm cảm giác khó chịu. Đây là một cách đơn giản và hiệu quả để giảm cảm giác buồn nôn và giúp cô bác cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Bài thuốc thứ tư, giảm cân chỉ với chanh, tiêu và muối, giữ dáng đẹp, không lo hại sức khỏe. Nếu các cô bác đang tìm một cách để giảm cân nhanh chóng và hiệu quả, thì có thể các cô bác sẽ thích thú với một loại đồ uống tự nhiên từ chanh, muối và tiêu. Đây là một loại đồ uống dễ làm. Chỉ cần trộn 1/4 thìa hạt tiêu đen với 1 thìa mật ong và 2 thìa nước cốt chanh trong một cốc nước. Các cô bác có thể thêm một chút muối để tăng hương vị. Uống hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng trước khi ăn bất cứ thứ gì. Lý do mà loại đồ uống này được cho là có khả năng giảm cân nhanh chóng là do những thành phần có trong nó đấy cô bác ạ. Chanh có khả năng làm giảm cảm giác đói và tăng cường quá trình trao đổi chất. Tiếp theo, hạt tiêu đen được cho là có khả năng đốt cháy mỡ thừa trong cơ thể. Hạt tiêu đen cũng có thể giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và tăng cường lưu thông máu, làm cơ thể chúng ta ấm hơn một chút, đốt thêm được nhiều mỡ thừa đấy các cô bác ạ. Mật ong cũng được biết đến là một nguồn dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng giúp giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Cuối cùng, muối là một nguồn chất khoáng cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, muối nên được sử dụng một cách hợp lý để tránh gây ra tình trạng giữ nước trong cơ thể và các vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, một lưu ý quan trọng là loại đồ uống này chỉ nên được sử dụng như một phương pháp hỗ trợ trong quá trình giảm cân. Các cô bác cũng nên kết hợp nó với một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống tích cực, bao gồm việc tập thể dục thường xuyên nhé. Đến với bài thuốc thứ 5 này, bệnh nhiệt miệng, loét miệng cũng sẽ tránh xa cô bác. Loét miệng là một vấn đề phổ biến trong cộng đồng, làm giảm chất lượng cuộc sống của người bệnh. Đây là một vấn đề đau đớn và khó chịu, khiến người bệnh khó ăn và nói chuyện. Ắt hẳn trong cuộc sống, các cô bác không dưới một lần trải qua sự khó chịu này đúng không nhỉ? Tuy nhiên, với phương pháp tự nhiên đơn giản dưới đây, các cô bác có thể chữa lành loét miệng nhanh chóng. Rất đơn giản, cô bác chỉ cần kết hợp giữa chanh và muối là đã có thể giúp chữa lành loét miệng. Để chữa lành loét miệng, các cô bác có thể trộn nước cốt chanh với một thìa muối trong một cốc nước ấm, sau đó súc miệng bằng hỗn hợp này sau mỗi bữa ăn. Nước cốt chanh sẽ giúp giảm sự khô và kích ứng trong loét miệng, trong khi muối sẽ giúp kháng khuẩn và giảm viêm. Kết quả là loét miệng sẽ được chữa lành nhanh chóng nhé cô bác. Tiếp đến là bài thuốc thứ 6 dùng để chữa nghẹt mũi với các cô bác thường bị viêm mũi, xoang. Hắt hơi và tắc nghẹn mũi là hai vấn đề khó chịu mà ai cũng đã từng trải qua. Tuy nhiên, các cô bác có thể sử dụng một phương pháp tự nhiên đơn giản để giảm triệu chứng này. Hỗn hợp chanh, muối và tiêu là một trong những giải pháp hiệu quả giúp kích thích hắt hơi và làm thông mũi đấy các cô bác ạ. Các thành phần trong hỗn hợp bao gồm nước cốt chanh, muối và tiêu đen. Các cô bác có thể làm hỗn hợp này bằng cách trộn 1/4 thìa hạt tiêu đen với 1 thìa mật ong và 2 thìa nước cốt chanh trong một cốc nước. Sau đó thêm một chút muối và uống hỗn hợp này vào mỗi buổi sáng. Đây là cách đơn giản để kích thích hắt hơi và làm thông mũi đấy cô bác nhé. Ngoài ra các cô bác cũng có thể sử dụng một phương pháp khác để làm thông mũi. Thêm quế, hạt tiêu đen, hạt bạch đậu khấu và thì là với tỷ lệ bằng nhau cho vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Sau đó hít thở hỗn hợp này qua mũi để giúp làm thông mũi. Các thành phần này cũng có khả năng giảm viêm và kháng khuẩn, giúp giảm triệu chứng đau họng và nghẹt mũi. Các cô bác vào mùa lạnh hay bị hắt hơi, nghẹt mũi có thể thử bài thuốc này tại nhà nhé. Và bài thuốc cuối cùng, giảm các cơn đau răng và đau nửa đầu chỉ với 3 thứ nguyên liệu đơn giản trên. Đau răng và đau nửa đầu có thể là những vấn đề sức khỏe gây ra nhiều khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, các cô bác có thể giảm đau và giảm thiểu các triệu chứng không thoải mái bằng cách sử dụng một số thành phần tự nhiên đấy ạ. Về đau răng, một phương pháp tự nhiên là sử dụng hỗn hợp dầu đinh hương, tiêu xay, nước cốt chanh và muối. Các cô bác có thể trộn chúng lại và bôi lên răng để giảm đau răng. Hỗn hợp này có khả năng chống viêm, giúp giảm đau răng rất hiệu quả đấy cô bác ạ. Còn về đau nửa đầu, hỗn hợp chanh, muối và hạt tiêu là một giải pháp tự nhiên hiệu quả. Nếu các cô bác cảm thấy cơn đau đến, hãy trộn nước cốt và vỏ của một quả chanh với 2 thìa cà phê muối và ít bột tiêu, sau đó uống hỗn hợp này. Hỗn hợp chanh, muối và hạt tiêu có tác dụng giảm đau, giảm viêm và giúp giải phóng các cơn đau nửa đầu, giúp chúng ta cảm thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, để ngăn ngừa và giảm đau răng và đau nửa đầu,
các cô bác nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, vệ sinh răng miệng thường xuyên, tăng cường vận động và thực hiện các bài tập thở để giảm căng thẳng và giúp thư giãn nhé các cô bác. Tóm lại, việc sử dụng chanh, muối và tiêu không chỉ để tạo ra các món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho chúng ta đấy cô bác ạ. Từ việc giảm cân, chống đau răng, giảm đau nửa đầu cho đến giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, hỗn hợp này thực sự đem lại rất nhiều giá trị cho sức khỏe của con người. Nếu cô bác thấy video của Sống Khỏe Mỗi Ngày hữu ích, chất lượng thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân của mình nhé. Cảm ơn các cô bác đã xem video. Chúc quý cô bác luôn có một cuộc sống thanh bình, sức khỏe như ý, gia đình vui vẻ, quây quần. An tâm vui khỏe, sống khỏe mỗi ngày.